Live. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với cái buổi talk show hôm nay với chủ đề chị em chúng mình chuyện vui chuyện buồn khi làm digital business. Và nhân đây mình cũng xin giới thiệu một lần nữa, mình là Phương Chi. Mình sinh ra và lớn lên ở Huế nhưng hiện nay mình đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, Việt Nam. Công việc chính của mình là một bác sĩ chẩn đoán ảnh, thì bên cạnh đó mình cũng là một cái chủ doanh nghiệp số. Và hôm nay rất là vui vì đồng hành trong với mình trong cái buổi talk show này là bằng Đông đến từ Mỹ. Thì mọi người biết không, một trong những cái điểm mà chị rất là kết khi chị làm cái business này đó là cái business đã mang cho chị một cái cơ hội quen biết nhiều người đến từ nhiều miền đất khác nhau trên các nước ở trên toàn thế giới. Và Đông là một trong những người bạn mà mình quen trong tình huống như vậy. Thì thật ra công việc của chúng mình đều hoàn toàn là online nên quen kết bạn cũng là online luôn. Và có một cái đặc điểm như vậy này thì mình chỉ quen qua Facebook hoặc là những cái app mà khi bạn đóng á, tức là post Facebook thì có những cái mình cảm giác gần gũi như mình á, ví dụ như đóng hay post đồ ăn rồi sinh hoạt gia đình, rồi những cái món ăn mà cảm giác cái hương vị nhân chúng á, thì mình có nghĩa là mình cảm giác mình chạm á, và mình kiểu là hai hai tụi mình là contact thường xuyên với nhau á đó. Đó là cái cơ duyên mình quen Đông. Và Đông ơi, Đông có thể giới thiệu cho mọi người biết thêm một chút về Đông được không? Đông xin cảm ơn Chi nhiều đã cho Đông cái cơ hội để tới cái talk show của Chi hôm nay. Hôm nay là bên đây bên Đông là tối thứ bảy và sáng sáng chủ nhật ở bên đó hả, thì Đông xin chúc Chi với là mọi người đang xem cái live show này có được một một ngày chủ nhật và tối thứ bảy được hạnh phúc bên gia đình ha. Thì xin Đông xin giới thiệu một tí, thì Đông tên là Lê Thanh Đông, Đông đang ở sống tại Lansing, Michigan cùng với gia đình. Đông có công việc chính là Đông là một Đông làm trong ngành xét nghiệm Clinical Laboratory Scientist, là Đông làm công việc chính chính kiểu 9 giờ tới 5 giờ, thì song song với công việc đó thì cũng giống như Chi thì Đông cũng có tham gia cái kinh doanh kỹ thuật số này. Xin cảm ơn nhiều. Ok, cảm ơn bạn. Đông, cái ngành Ừ, Đông là Medical Lab Scientist đúng không? Là ở Việt đúng Nam thì rồi. có một cái là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng mà chị không có biết, chị nghĩ là nó khác đấy, chị nghĩ là bên Đông nó sẽ làm cái kiểu giống như chuyên sâu hơn, hình như Đông là cũng trách nhiệm cho cái kết quả bên trả ra đúng không? Hình như chị nhớ Đúng là rồi. Đông làm cái ngành DNA đúng không? DNA đúng rồi. Đông có thể chia sẻ một chút hơn về cái công việc của Đông á, vậy là giống như là để trở thành một cái người như Đông á, tức là cái công việc Medical Lab Scientist là có khó không, tức là học có khó không, và cái chặng đường có dài không á? Thì đối với Đông á, thì nó cũng cũng coi như là mình cũng cũng kiên trì, mình kiên trì mình học cho ra, là bởi vì khi khi Đông học cái ngành này là cũng đã mười mấy năm trước rồi, là lúc đó thì Đông Đông và gia đình qua đây thì cũng cũng được mười mấy năm, thì tóm lại là cái thời buổi đó thì mình tiếng Anh rồi thì mình cũng chưa có rành như bây giờ, cho nên mình học á, thì mình ráng cố gắng mình học, mình ráng cố gắng mình học thì cái ngành này là ngành 5 năm, thì học 5 năm thì ra, thì bây giờ thì Đông làm trong cái ngành, trong chuyên ngành DNA, thì trong đó là mình xét nghiệm giống như là hồi mấy năm trước là COVID đó, rất là nổi tiếng đó, thì Đông Đông cái làm đó là xét nghiệm về COVID rất nhiều, thì bây giờ cái COVID nó đã xuống rồi thì bây giờ mình xét nghiệm những cái mẫu mà bác sĩ gửi tới, là giống như là bên chết rồi, bên máu, có thể gửi xét nghiệm máu để chuyển để đoán bệnh Hình như là quý từ tiếng Việt đúng không? Quen sai từ tiếng Anh đâu á. đúng rồi.
Giống như Như là đoán có bệnh bệnh lây truyền nhiễm đồ đó, bệnh truyền nhiễm, bệnh HIV rồi viêm gan B, viêm gan C rồi vậy đó, với là những cái bệnh từ từ cái vùng hô hấp của mình đây nè. Đó thì cái đó là những gì mà giống như sơ qua những gì mà Đao Đông, cái ngành của Đông đang làm bây giờ. Xin lỗi mọi người, Đông cái ngành này tại Không chứ tiếng hiểu mà như lúc Việt hỏi cái Nam tư nữa, giống như đúng học một bên tiếng Anh á, thì như lúc quá đúng trình việc rồi, hay như lúc hơi khó dịch cái tư chuyên nó ngành á, hơi cả khó. nửa bình Đúng thường rồi. á. Cảm ơn Bồ Tèo. Thì nói chung thì công việc của tụi mình á, dù cái mảng nào cũng đòi hỏi một cái sự cẩn thận và chính xác đúng không, giống như làm như lúc âm tính qua dương tính những cái đó đó Ồ đúng luôn rồi luôn nha. luôn thôi. Thấy hồi trước á, mình cứ lúc hồi trước là chỉ thích làm bác sĩ lâm sàng, tức là bác sĩ nội tim mạch, nhưng mà thực ra khi chị ban đầu làm cần lâm sàng là chẩn đoán hẳn là cái ngành đông ngành kia là cần lâm sàng đúng không. Ban đầu thì mình cảm giác cái ngành mình nó không có giá trị bằng lâm sàng, nhưng mà khi mình vào á, thì mình đúng á, nói chung là chẩn đoán và điều trị là một cái quá trình đúng không, cái khâu nào nó cũng quan trọng hết á Đúng rồi, đó. Từ đúng khâu rồi. nhỏ ấy, Thì người về công việc ai cũng quan trọng như nhau, nhưng mà mình có một cái quá trình trưởng thành sau mình mà nhận ra những cái điều đó. đúng À, rồi. rồi thì đó đó là công việc của Đông, công việc chính ha. Thì hai tụi mình đều là làm trong cái lĩnh vực y tế, nhưng đều cái song song là một cái digital business, kinh doanh kỹ thuật số. Thực ra thì mọi người hay nói là tâm sự chuyện nghề, tức là chuyện vui chuyện buồn khi mình làm nghề, thì cái nghề dài nghề chuyện vài hết á, có những cái niềm vui và những cái nỗi buồn, những cái khó khăn. Khi bản thân chia Đông này không, chắc chị nghĩ biết Đông chút nữa Đông sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Bản thân chi thì cái giai đoạn đầu á, chi làm là cũng có những cái khó khăn nhất định, và bên cạnh đó thì cái công việc làm thêm này nó cũng đem cho chi rất là niềm vui. Nhưng mà bây giờ chi thích tâm sự sau đi, chi muốn ưu tiên khách mời. Mình nói chắc là mình nói chuyện không vui trước đi ha, rồi mình sẽ kết thúc bằng chuyện vui thì sẽ thấy cuối tuần nó vui hơn. Rồi. Đông thì như vậy nhé. Đông có thể cho chi và mọi người biết là những cái, tức là những cái Đông có những cái nỗi buồn hoặc là những cái khó khăn gì khi Đông vận hành cái business này không đó. Thì lúc mà buồn, bây giờ thì hiện tại thì không buồn nữa. Nhưng mà lúc mà Đông mới giống như kiểu mà chập chững bước bước vào cái công việc này á, thì cũng cũng có hơi buồn buồn, là bởi vì Đông chia sẻ cái công việc mới này cho một vài người thân và một vài người người bạn, thì cũng có những người ủng hộ. Và cũng có những người có cái ý kiến trái chiều trái ngược á, giống như họ họ nghĩ là, không phải là họ nghĩ mình không làm được, nhưng mà họ lo, họ sợ cho mình, họ sợ cái này là bởi vì Đông cũng kể họ nghe là thu nhập thụ động rồi này này nọ nọ đó, thì mọi người không, nhiều người không có tin, cứ sợ là mình bị gạt á, cứ sợ là mình bị gạt. Cho nên á, là cứ 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 nhắn tin nói là ồ phải suy nghĩ kỹ, rồi phải phải cẩn thận, rồi đừng có bỏ ra nhiều quá. Thì mình cũng mới lần đầu, thì mới lúc mới nghe thì mình cũng buồn, mình cũng nghĩ là ồ họ không có tin mình, họ tưởng đâu là mình không có làm được. Nhưng mà suy nghĩ lại thì mình lại thấy buồn. À, không phải là buồn cái kiểu mà họ không tin mình, nhưng mà mình buồn là bởi vì họ lo cho mình hơn. Chị hiểu ý đâu không? Giống như họ 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 lo cho mình, họ sợ mình bị gạt, rồi mất tiền này này nọ nọ rồi đó. Thì Đông cũng có giải thích rồi, thì cuối cùng thì người nhà cũng nói ồ thôi thì cứ coi như là đây là một cái cơ hội để cho mình trưởng thành đi, một cơ hội để mình bước ra cái khỏi vòng vùng an toàn của mình, làm một cái gì mới mẻ đó. Thì là bởi vì hồi xưa tới giờ là Đông không có gì cả, chỉ là đi học ra rồi đi làm ngày này qua ngày nọ vậy đó, không có cái gì mới mẻ hết. Cho nên giống như mình cũng muốn cho bản thân mình một cái cơ hội để làm cái gì đó mới mẻ một tí, cho nên mình mới mạnh dạn để tham gia
cái công việc này, nhưng mà mình không có ngờ là mình lại đem đem cho người thân của mình những cái lo âu đó. Thì lúc đầu á thì cũng có hơi buồn vì chuyện đó, nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy mình lạc quan hơn là bởi vì mình đã vào đây một một thời gian rồi, mình quen biết mọi người trong cộng đồng. Trong cộng đồng có hơn hơn 170.000 người, thì giống như cái nó làm cho mình cái niềm tin, cái lòng tin của mình nó vững hơn. Thì bây giờ thì mình không còn buồn, không có stress, không có gì cả. Wow, rồi thật liệt, như là những cái chuyện buồn đó là đã gọi là đã khắc phục Quá được rồi rồi, đúng rồi, mình đúng đã khắc phục được không? Quay rồi, được vui hơn đúng rồi, giờ vui vui giống như đúng là mình, không? giống như Chi đây nè, mình nói chuyện rồi mình chia sẻ cùng nhau, mình học cùng nhau, mình chia sẻ cùng nhau. Vậy là khi làm á, tức là những cái điều mà thật ra những cái điều mà Đông chia sẻ là những cái khó khăn về buôn đó, nhưng mà thật ra cái hồi Đông có nói là chị cũng đồng quan điểm với Đông á, tức là chính vì người nhà mình thương yêu mình và lo lắng cho Đúng mình đúng rồi, đúng không? rồi. Nhưng mà mình dù mình biết như vậy mình cũng, nhưng mà để ban đầu thật ra để mà vượt qua cái giai đoạn đó thì cũng phải là một chặng đường ha. Đúng Nhưng vậy. cuối cùng là bây giờ quan trọng là đã vượt qua được rồi ha, và thấy cái biết ai đó vui đúng không? Thì Đúng rồi, thật nó vui. ra chị cũng tự nhiên đúng là chúng mình cũng có những cái điểm giống nhau đó, tức là bản thân chị cũng như vậy. Thật ra khi mà lúc đến với cái business này lần đầu á thì cũng có những cái khó khăn, nhưng mà cái khó khăn mà làm chị buồn nhất á, là giống như tương đương với đúng lúc là chị kể một câu chuyện là chị có một người bạn thân, người đó cũng là bác sĩ cùng chuyên ngành chẩn đoán nặng với chị luôn. Thì trong cái quá trình mà bắt đầu mình set up á, mình làm cái thành lập á, thì mình xây dựng ban đầu á, thì mình có hỏi em ấy một câu á, là em có thấy chị ăn nói có thuyết phục không, và em có tin chị không nếu chị làm một cái gì đó mới. Lúc đó chị không có nói gì cả, thì bà ấy nói rằng em tin chị hoàn toàn. Bởi vì thực ra khi hai chị em làm mà có những ca như lúc cần hội chẩn á, CT hoặc MRI rồi gì đó, là nó vượt qua cho gì, hai chị em cùng đọc chung tại chị biết thì đọc thêm sách, tức là về mặt chuyên môn mình nghĩ nó tin mình đúng, thì thấy cũng vui. Nhưng mà đến khi mình bắt đầu công khai là mình làm cái này á, thì đúng biết sao không, tự nhiên nói là bắt đầu cậu hỏi có bắt đầu là bà ngày hỏi chi, thì chi nói như vậy, chi cũng nói những cái mặt, những chi suy nghĩ trong lòng sao chi nói vậy, rồi mình đang nói thao thao bất tuyệt thì bạn chi nói là thật ra em chưa tin đâu. Tự nhiên mình buồn nha, vì một cái người mà luôn đồng hành cùng mình mà phản một câu như vậy mình rất là buồn. Thì chị buồn thì chị có nói chuyện với mentor của chị á, bởi vì chị thấy khi trong cái công việc này mentor rất là quan trọng, những cái người họ đi họ đồng hành á, họ dạy nói với chị này như vậy này, chị nè, em đừng có buồn nhiều, bởi vì thực ra có thể bạn em là tin em khi em là một cương vị là một bác sĩ chẩn đoán nặng, tin cái khả năng chuyên môn nghề nghiệp của em, nhưng mà bây giờ em là người kinh doanh này, em hoàn toàn mới, thì để mà người ta tin em thì em cũng không thể trách người ta được, bởi vì em mới làm mà, em đã chưa mới vào thì làm sao có cái gì, có cái nền tảng cơ sở để họ tin đúng không? Đó thì vậy mới chị thấy đúng rồi, nên chị cũng bớt buồn hơn nữa trong cái quá trình mình làm á, mình cũng đọc thêm nhiều sách vở và mình xem những cái video clip về những cái tâm lý đôi nhiêu thứ. Thì có trong cái web 5 ngày họ nói như vậy này, mỗi người là một cái cá thể độc lập có đúng, mình không thể lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho suy nghĩ của người khác được. Thì suy nghĩ của chị như vậy mà hoặc suy nghĩ của bạn chị như vậy, nên mình chỉ buồn là do mình quá kỳ vọng vào người ta thôi, nên mình nghĩ độc lập đi, đừng cả kỳ vọng quá đó. Đúng Thì rồi. đó chính là có những cái điều mà cái mentor của chị và những cái kiến thức chị học được trong cái quá trình mình làm biết là giúp chị vượt qua. Thế cũng Nên cũng hiện cũng tại thì bắt chị và hai đầu giai chị mình đoạn cũng đầu. đã vượt qua những cái áp lực đó, Đúng và rồi. xung quanh mình bắt đầu tin tưởng mình, Đúng và rồi. đương nhiên trong cái tương lai đúng không, khi mà tụi mình thành công thì chị nghĩ là mình sẽ nhận được cái sự ủng hộ nhiều hơn đúng không, bởi vì Đúng thực ra khi vậy, đúng làm gì vậy. cũng phải có bằng chứng ngoài, ôi anh thành công cái bằng chứng đó đúng không, giống trong Đúng y học rồi, tụi mình những đúng chứng rồi, đoán mình là đúng phải rồi. có chiều chứng lắm sang, chứng lắm sang đúng Đúng rồi. Đúng rồi. không. Rồi bây giờ nha, thì như Đông nói á, là khó khăn giai đoạn đầu, bây giờ là Đông thấy rất là có nhiều niềm vui khi làm biết, thì Đông có thể chia sẻ cho mọi người trên page của Đông và page của chị là Đông có những cái niềm vui hoặc là Đông đạt được gì khi Đông làm cái này được không?
Cảm ơn Chi. Thì từ khi mà Đông tham gia cái kinh doanh này á, là mình mới vô là mình bắt đầu từ con số 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 không ha, là Đông không có một cái kiến thức gì về kinh doanh, một cái kiến thức gì về 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 mạng cả, ngoài việc chơi chơi Facebook hoặc là cái gì á thì sơ sơ chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi mình vào đây rồi á thì là giống như là cả một cái bầu trời mới mới ha. Mình học mình được đào tạo từ tư duy cho tới kỹ năng, mình họ dạy mình phải suy nghĩ theo tích cực nè, rồi phải để tâm trí mình nó thoáng thì mình mới làm được cái này, mình mới kiên trì được ha. Thì với song song với đó thì họ dạy cho mình viết bài, thì mới lần đầu thì Đông Đông ngại lắm, Đông ngại làm viết cái gì, lâu lâu thì mình bỏ hình của gia đình mình trên trên mạng xã hội vậy thôi, chứ còn mà viết bài hoặc là mấy cái đó thì mình không có tự tin để làm cái đó. Nhưng mà tới thời điểm này rồi thì mình cũng đã tập tành cũng được một thời gian rồi ha, thì bây giờ mình viết tuy là không cũng chưa được hay lắm, nhưng mà mình cảm thấy mình có tự tin tinh hơn, và mình viết được với cái tâm trạng mà không còn lo sợ như hồi xưa nữa thì Đông thấy là Đông đã phát triển bản thân của mình giống như là trong chiều hướng tích cực hơn ha. Thì đó là một điều. Thì ngoài ngoài cái đó ra thì gặp gỡ các chị em mình nói chuyện chia sẻ với nhau thì đó cũng là một niềm vui nữa. Và có một cái câu chuyện vui này mà Đông muốn chia sẻ là lúc mình vừa mới tập tành làm quảng cáo ha, thì có những cái anh cứ vô cứ 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 tha mình trên cái trang của mình hoài Anh đó, trai hoặc đẹp là nhắn tin đẹp hay là có tuổi hoặc là gì, mọi 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 tầng lớp nhiều có lắm, sao nhưng mà mà mới lần đầu. đóng hấp Xong rồi cái giống như là ngày nào mình cũng cũng nhận những cái tin 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 nhắn đó hết, thì mình cũng thì mình coi đó là những cái khách hàng tiềm năng của mình ha, thì mình cũng 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 nói chuyện với họ, cũng trả lời hết những câu 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 hỏi của họ, nhưng mà họ lúc nào cũng cũng là tiến tới những cái câu hỏi như là ồ, Đông đã có gia đình chưa, Đông bao nhiêu tuổi rồi Đông có giống như là người yêu chưa hay là này này nọ nọ thì với những người đó thì mình cũng trả lời lịch sự là Đông vẫn giống như Đông không có gia đình, Đông chưa có gia đình, nhưng mà Đông vẫn giống như là tập trung cho cái cuộc sống hiện tại của mình, tập trung cho cái kinh doanh của mình, và cái quảng cáo của mình là Đông chỉ quảng cáo về cái kinh doanh của mình thôi. Xong rồi một ngày đạp trời đó thì cái này thì cảm thấy tội lỗi quá, là có một cái anh này ảnh cũng nhắn tin vô cho Đông, thì Đông nhớ cái tên của ảnh là hình như ảnh là giống như người người Ấn Độ vậy đó, thì mà cũng cũng xui cho ảnh là ảnh cái câu đầu tiên của ảnh hỏi là giống như chào chào bạn, bạn khỏe không, bạn đó có gia đình chưa à, cũng là những cái câu đó. Và cái ngày đó là mình cái xui cho cái anh đó là mình không được vui á, giống như mình bắt đầu cái câu câu trả lời của mình giống như là thẳng luôn, là mình nói là bạn ơi, Đông 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 cảm ơn bạn đã giống như trả lời cái quảng cáo của Đông, nhưng mà nếu như mà bạn nhắn tin Đông để giống như là quen biết, đã kiếm một cái mối quan hệ nào đó, thì Đông xin lỗi, Đông Đông chỉ quảng cáo cho cái trang 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 công business này thôi, chứ Đông không có muốn bạn trai, Đông không muốn chồng, Đông không muốn những cái thứ đó. Xong rồi bạn bạn đó mới nói là ồ, không không không, tôi thấy quảng cáo của bạn cho nên tôi mới nhấn vào thôi. Đây là những cái câu hỏi đầu tiên mình hỏi giống như mình hỏi để sao ta, để bắt đầu một cuộc nói chuyện vậy thôi đó. Thì không biết anh bạn đó nói trả lời đúng hay không hay là sao đó, nhưng mà tại lúc đó mình sao ta, mình gắt quá hả, mình gắt với anh đó quá, cho nên giống như mình vô thẳng thẳng đề luôn, mình nói là Đông không có muốn những cái quan hệ nào ngoài ngoài cái quan hệ là sẽ đồng hành cùng nhau trên cái công việc này thôi.
Nhưng thì sau đó thì anh cũng thực sự là anh nói là ồ không, mình muốn biết thêm cái công việc của bạn, thì anh cũng đăng ký vào trang này này nọ nọ kia, thì giờ nghĩ lại thì hơi bị quê. bởi vì có những cái ấn tượng là mình có cảm, mình là ấn tượng như Đúng vậy đúng rồi, không? dạ đúng rồi, tại Anh họ sao để họ không bắt cảm được, đầu, không cũng hiểu. đúng rồi, họ bắt đầu từ những cái câu đó không, mà là bạn bao nhiêu tuổi rồi, bạn đó có gia đình chưa, bạn có muốn 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 quen 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 người bạn khác giới hay không, giống như kiểu vậy đó. Cho nên cái giống như mình cũng cũng nản, mình cũng nản hết đó, những cái đó, cho Chắc là nên do họ thấy đúng xinh quá, con chỉ gặp một trường hợp với là tự nhiên cái post mình đăng lên á mà khen em xinh quá, tươi quá, người ta ơi cái trang là business page, là cái trang người ta công việc mà vào nhận đúng thôi, rồi, mình biết dạ sao rồi. À vậy là đúng như rồi. vậy như À vậy chị nói chính vì những cái lần đó sau đi, bởi vì trong cái biết của mình á, hẳn có một cái tiền á là mình có sẽ chọn cái tệp khách hàng mình thích đó, đúng có những cái rồi. đó nên chị cũng có gặp một hai ca như đúng thôi, chẳng nhiều như đâu, nhưng mà sau thì chị nói thôi để mình hạn chế những cái này thôi, sau đó chị Đúng sẽ rồi, chọn cái khách hàng là nữ, thì có đúng rồi, thể đúng trong rồi. tương lai chị cũng sẽ quay trở lại với cái tệp khách hàng nam, nhưng mà hiện tại thì chị vẫn đang hướng tới một cái tệp khách hàng nữ, bởi vì chị cảm giác nó thoải mái, làm việc nó an Vui toàn hơn á. À, hơn. chính vì vậy mà một số bạn chỉ hỏi ủa sao trong những cái những người mà làm kinh doanh kỹ thuật số thấy toàn là nữ không à, là không có nam, nhưng mà cái cảnh này nó tiền như vậy bạn có thể chọn được á, chọn Đúng cái rồi, tệp khách hàng đó, không biết cho chứ đúng có đưa cái tệp khách hàng nam vô không, không hay là đúng không làm nữ Thì đông đông vẫn 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 bỏ vừa đam với nữ. À, nói thật à ra thì ok. đông cảm thấy là mình hợp để làm với giống mình thích làm việc với nam, bên nam hơn. À, và bởi vì giống như là mình thích, mình không có nhiều sao ta, không có nhiều rắc rối. Phái Đúng nữ của rồi mình đúng sẽ hơi rồi, rắc chị rối. cũng hiểu cảm giác á, bởi vậy Đúng. nó cái kinh doanh này nó tiền đúng hay, tức là mình có thể Đúng rồi. chọn theo 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 những cái nhu cầu của mình á đó. Đó chị thích như vậy á, Đúng mọi rồi. thứ mình có thể được chịu đồng, hay tôi thích nam thì Đúng tôi vậy. hướng tới tiếp khách nam, tôi thích Đúng nữ hoặc rồi. tôi thích hai đúng không, tôi thích lứa Đúng tuổi nào tôi có thể chọn rồi. đó, nó rất là linh động Thì ha. đúng rồi. Những câu chuyện cũng vui Cũng ha, thì vui. chị cũng đó, chị cũng như đông rồi, hiện tại thì cảm giác sau khi một thời gian làm biết mình cũng thấy vui, bởi vì mình được nhiều thứ ha, mình được cái năng lượng tích cực này, mình phát triển bản thân, mình vượt ra khỏi vùng an toàn, giống chị em mình hồi trước đâu có việc live stream là gì đâu mà vừa đi hai chị em mình làm được, như đông Đúng nói là có rồi. thể mình làm chưa tốt như mọi người, nhưng mà mình cũng vui vì mình đã làm được. Vậy là người ta nói rằng mình chỉ cần so sánh với mình thôi, mình cần so sánh với Đúng ấy, mình với rồi. ngày hôm qua và mình của 5 tháng trước, và chị thấy quá tiến bộ đó, ví dụ giống như chị Mình đã thêm đúng rồi. đúng á, chị thấy cộng đồng cũng thay đổi rất là nhiều á từ cái buổi đó, bây giờ hai hai đứa mình cũng phát triển á, nên chị cảm ơn á, vì họ nói Đúng sao rồi. ta, thành công không phải là cái đích đến đúng không, mà thành công Đúng rồi. chính là những gì bạn đạt được trong quá trình bạn đi Đúng đến đích rồi. đó, nên Đúng chị rồi. thấy hai. Trời nói hay quá luôn. Và đông này kia tự nhiên á, chị tự nhiên cái tên của tụi mình là chị hay ghi chi đông đúng không, mà tự nhiên chị Đúng nghĩ rồi. lại là đông chi mà Đúng. không có dấu là đông chi đúng không, mà có dấu là thanh đông chị phải Đúng rồi. không, tự nhiên chị mới nghĩ ra lắm, thật ra cái đấy đúng không, đông chị là tình bằng Đúng thân nhé. rồi, đúng Bây giờ chị hỏi đông chị một câu cuối cùng nhé, rồi. giống như cái ngành y với cái ngành digital business này, mới nghe qua là hẳn ăn khớp với nhau cả, tức là một bên thì kinh doanh cái kiểu mà một bên thì hoạt động trong những Khoa học cái hả? lĩnh vực nó cứng nhắc hay đúng không, Đúng rồi. thì sau một thời gian làm á thì đúng thấy liệu rằng giữa hai cái ngành tụi mình có giao nhau gì không, có cái điểm chung không, bởi vì nếu như mà giả sử tung trước khi làm về cái ý cái gái đó, tức là nếu như mà nó cái mình khác nhau, mình mà hoàn toàn hai bên thì thực ra khó khó đúng không, nhưng mà tụi mình vẫn làm được cái này thì chị nghĩ hai Đúng cái rồi. đó, hai cái công việc này á hẳn sẽ có một cái giao nhau gì đó, bản thân chị thấy Đúng thì rồi. đúng có thể share là sau một thời gian đúng có thấy nó chung cái gì hết, nó có cái yếu tố gì chung hết. Thì đối với Đông á, thì là giống như là ngành nào thì nó cũng khó khăn hết. Nếu như mình bắt đầu giống như là cái ngành, cái công việc kinh doanh này, thì Đông bắt đầu vào thì cũng là bắt đầu vào con số 0. Thì mình và trong ngành y cũng vậy,
ngành đối với Đông, ngành y với là cái công việc này á, tuy là nó giống như nó trái rất nhiều, nhưng mà lúc nào mình cũng phải phải học hỏi ha, mình cũng phải học hỏi để cái kiến thức của mình nó phải đúng với cái hiện tại bây giờ. Đó, nó mình update để đó, nó như mình sao ta, đúng rồi, Cập chứ nhật cái tiếng Việt chứ đúng rồi, là cập cập nhật mình phải cập nhật những cái thông tin giống như khoa học á, bên mình thì khoa học nó cũng tiến triển mỗi ngày ha, thì mình cũng phải cập nhật hết những cái thông tin đó. Và trong cái ngành công nghệ này cũng vậy, giống như là mình xem giống tin tức cũng vậy, giống như là mình xem tin tức nó cứ thay đổi hoài, và mỗi ngày thì cái công nghệ nó cũng cũng tiến tiến hơn, và mình phải học hỏi, mình phải học hỏi hoài và học hỏi từng ngày vậy đó, mới 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 có thể mà cho cái công việc hai cái công việc của mình đều được được tốt. Và để giống như là Đông lúc Đông nói hồi 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 nãy đó, là Đông cũng phải với cái ngành 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 bên y á, thì mình cũng phải kiên trì, mình kiên trì á, thì mình mới học xong được, chứ mà không kiên trì á, thì tại vì cái đường cái môn học này nó cũng cũng không phải, đối với Đông nó cũng không phải là dễ lắm, Dài đúng rồi, quá, ăn rồi học miệng. nên đúng rồi, cứ ăn là ở nhà là cho cứ cứ kêu ăn rồi học thôi, chứ 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 không có cho đi làm nhiều, cho nên mình phải kiên trì, mình phải cố gắng. Với cái công việc này cũng vậy, nó không có phải là nó cho mình, tuy là nó có cái thu nhập thụ động không giới hạn, nhưng mà mình phải kiên trì, mình phải cố gắng, mình phải đầu tư cho nó, thì mình mới có thành công được, mình mới có cái thu nhập giá trị đó được. Cho nên là giống như Đông muốn nói tới 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 mọi người rằng là công việc nào cũng vậy hết, mình phải cố gắng học tập, mình phải cố gắng kiên trì, thì mình mới mới có được cái kết quả như mong muốn. Cảm ơn chia sẻ của bạn Đông. Đúng á, thì thật ra đúng, cái gì cũng phải kiên trì về nỗ lực học hỏi hàng ngày về công việc này, như Đông nói đó, tụi mình cũng phải update hàng ngày á. Bởi vì khi Đúng mà rồi. nó thay đổi, đặc biệt là cái trong cái này thì gọi là chi ta, thời đại 4.0 đúng không, online thì công nghệ, những cái nền tảng nó đổi là tụi mình phải học học. Nhưng Đúng mà chị nghĩ khi mình đã có một cái lý do đủ lớn ha, rồi. giống như chị và Đông khi nào vô làm cái này thì có một cái lý do big why to bự á, để mình tiếp Đúng tục. rồi. Mà một cái đặc điểm mà mình phải kiên trì, bởi vì trong cái công việc này, nếu như mà không kiên trì á, hoặc là bạn là một cái người á, mà sao ta, mà muốn có thu nhập nhanh để nhanh chóng á, overnight success, thì cái công việc chị nói ngay từ đầu lúc là sẽ không hợp với bạn. Chị nói ngay từ đầu như vậy lúc, bởi vì có thể là nhanh như vậy được, có quá trình, nhưng mà thật sự khi mà mình đi, mình cố gắng, mình học tập, mình nỗ lực, mình kiên trì, thì cái gì mình đạt được là chị hứa với mọi người là hoàn toàn xứng đáng. Bạn tự Rất là chủ xứng về thời đáng. gian, bạn tự chủ về kinh tế, và cái điều này đã chứng minh được bởi những cái người thành công trong cái cộng đồng. Và chị và Đông á, thì cũng đang là những người đang đi trên con đường ấy, và tụi mình cũng có niềm tin là nếu như tụi mình cố gắng là tụi mình sẽ làm được Đúng đó. rồi, mình phải Và thật ra những cái gì mình chia sẻ nãy giờ là chị và Đông là thầy giống nhau đó, có lẽ như vậy mà tụi mình nhau mà. đúng Tức rồi, mình hút nhau, đúng rồi. mọi người biết sao không, cái mô hình kinh doanh này có một cái đó là cái ngoài những cái nhượng quyền và những cái franchise và nhượng quyền, vậy là cái affiliate marketing á, thì nó có là marketing hút. Thì bắt đầu Rồi. chị chưa có định hình được marketing hút là đâu, nhưng mà nó vẫn có cuộc sống lúc này, ví dụ giống chia với Đông nữa, thực ra trong cái cộng đồng là nhiều người lắm mà tự nhiên thấy nó giống giống mình, nó hụt có Mình hai cảm chị thấy em á, đó đúng bắt rồi, đầu chị đúng đọc rồi. là khi ra marketing hụt, những hụt hụt là như vậy. Đúng thiệt là chị có khi lý thuyết là mình chuẩn bị, nhưng mà khi mình làm mình mà cảm nhận được, đúng không? Đúng vậy. Và đồng thì chị nghĩ đi này, cái cuộc sống á, sau lưng chị là có cái đàn, đúng thầy không, cái đàn piano này Đúng rồi. đó, đó là có phím đen phím trắng đúng không. Thì trong cuộc sống mình hoặc là trong mọi lĩnh vực của đời sống á, cũng như cái đàn piano vậy, nếu như phím trắng á là đại diện cho hạnh phúc, thì phím đen là đại diện cho những cái nỗi buồn và những chuyện không vui.
thì luôn song hành như vậy, luôn có phím đen và phím trắng trên cái đàn piano. Nhưng mà cả phím đen phím trắng đều góp phần tạo nên một bản nhạc du dương đó. Nên như vậy khi mà mình phải biết chấp nhận và mình tìm cách để mình làm sao cho những cái phím đen vẫn có thể tức ra những cái âm thanh du dương đó, là đem lại cho hạnh phúc mọi người. Đó là những cái gì chị muốn khép lại về bản thân chị nha. Còn Đông trước khi mình kết thúc, Đông có thể chào hoặc nhắn gửi lời gì đến mọi người không ta? À, thì trước tiên là Đông xin cảm ơn Chi có cho Đông cái cơ hội tới đây để giống như là hai chị em mình có thể tâm sự với nhau và chia sẻ những cái gì mà mình công việc hai ngành của mình đến với các anh chị và các bạn đang xem live này. Thì chúc Chi luôn mãi mãi luôn thành công nè, luôn sao ta hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ yêu đời ha. Rồi, xin chúc chúc mọi người được một cuối tuần vui vẻ. Và sao nữa ta, Đông muốn nhắn gửi rằng là cái cốt lõi của cuộc sống của mình là cái gì ta, là sự hạnh phúc ha. Và cái này thì nói có hơi quá quá là nhân gian, nhưng mà gì một phần nào đó thì mình cũng phải có để đi tới hạnh phúc thì mình cần phải có thêm thu nhập, phải không? Mình phải có thu nhập thì mình mới đi đến những nơi nào đó để cho mình cái sự hạnh phúc đó, hoặc là làm những gì cho gia đình hoặc là cho bản thân mình để có cái hạnh phúc đó. Và nếu như mình như Đông nói, nếu như mình có nhu cầu tiền bạc mình nên cho bản thân mình một cơ hội để tương lai của mình và tương lai của gia đình của mình sẽ hạnh phúc hơn. Đúng rồi, chị cảm ơn Đông. Tuy nhiên Đông nói chị muốn bổ sung một xíu, thì giống trong ngành y của mình á, thật ra hồi trước chị không có ý không có ý thức được, bởi vì chị là người sống không thiên về vật chất á, nên chị nghĩ mình ta mình ok là mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà chị ý thức được á, khi chị có người nhà bị bệnh á, mà cái tiền cần cho chữa bệnh á, thì tức là nó nằm ngoài cái danh mục bảo hiểm á Đông, thì thật ra cái số tiền là quá nhiều đó. Đúng Từ rồi. đó mình bắt đầu ý thức được vai trò mình, nghĩ sao ta, tiền là không có thể mua được sức khỏe, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nó sẽ cho mình một cái, tức là mình cho phép mình lựa chọn một biện pháp điều trị tốt nhất, nếu chẳng may mà mình bị bệnh, vì cuộc sống luôn tiềm ẩn những nguy cơ mình đâu có biết, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nên chị muốn xe như vậy thôi. Đến đây thì chị nghĩ là talk show của hai chị em mình tạm dừng hết. Và chị xin cảm ơn tất cả những bạn đang xem livestream trên page của Đông và cái page của Chi. Cảm ơn đã dành thời gian để nghe tụi mình. Và Đông chỉ chúc Đông ngủ ngon nhé. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt mọi người. Dạ xin chào và xin cảm ơn. Dạ xin tạm biệt.